thông tin điểm qua bộ phim kinh doanh hài hước lãng mạn. Chàng ơi đừng hạ thính. Bộ phim dài 10 tập do Thái Lan sản xuất và phát hành trong tháng 5 năm 2021. Có thể loại hài hước ngôn tình qua câu chuyện lãng mạn giữa anh sếp công ty và nữ trợ lý. Diễn viên xinh đẹp tiêu xa Mốt Wonagit đóng vai nữ chính Nâm Nương. Diễn viên trẻ tuổi điển trai Lúc Ishikawa đóng vai nam chính Akitsuki Koji. Cô gái Nâm Nương mới có được công việc nên vui mừng tổ chức buổi tiệc vui vẻ cùng bạn bè. Vì quá chén nên Nâm Nương ngủ qua đêm với anh chàng hào hoa lạ mặt có tên là Koji. Sau đó Nâm Nương mới phát hiện ra Koji chính là anh sếp mới của mình trong công ty. Anh chàng Koji tỏ vẻ như không nhớ những gì đã diễn ra và đang cố gắng lấy lòng cô gái. Chuyện tình của hai người trải qua nhiều rắc rối, hiểu lầm và dẫn tới kết cuộc viên mãn. Bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn với diễn xuất đầy tươi trẻ của đôi diễn viên tài năng. Chúc các bạn được xem một bộ phim hài hước, vui vẻ và tình yêu trong sáng.